Hát thơ là loại hình nghệ thuật có từ lâu đời của Việt Nam. Trước đây, vào mỗi độ xuân về, bên các mâm cỗ, cành đào, người ta thường lập hội hát thơ. Những bài thơ kiểu Lục Vân Tiên được các nghệ sĩ hát lên bằng sự mộc mạc, dân dã và không kém phần trang trọng. Thế nhưng nhiều năm gần đây, do sự phát triển của xã hội, các loại hình này đang dần mai một. Là người rất tâm huyết với những gì thuộc về bản sắc dân tộc, ngày 22 tháng 1 vừa qua, tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ẩm thực Việt Nam đã tổ chức chương trình hát thơ để vinh danh ẩm thực Việt tại nhà thi đấu Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh. Từ một sân khấu nhỏ được bài trí cảnh Tết xưa của người Việt, đó là những chiếc bánh chưng, đòn bánh tét bên ao sen, là bữa tiệc trà thơm ngon và câu đối chúc xuân. Những giai điệu dân gian ca ngợi những món ăn Việt Nam đã vang lên, gợi lại nhiều ký ức xưa. Đó là bài ca Mười Thương Phở hay Mười Thương Bún Bò Huế. Chuyện tình yêu trong những bài hát thơ kiều, đại trường ca tình yêu với hàng trăm câu thơ lục bát ngân lên đã tạo cho du khách cảm giác như được đứng giữa một làng hội xuân truyền thống của người Việt. Chương trình sẽ diễn ra trong 6 ngày từ ngày 22 tháng 1 năm 2013 đến ngày 27 tháng 1 năm 2013. Mỗi ngày sẽ có một đề tài hát thơ riêng để vinh danh một món ăn truyền thống của Việt Nam. Và những ngày hôm nay đó là tôi đưa các nghệ sĩ hát chỉ có hai cái bài thơ, đó là bài thơ hát về phở và về bún bò Huế. Năm vừa qua thì hai cái món này được cái trung tâm kỷ lục châu Á coi như là công nhận, nó coi như là cái món đặc sản ngon của châu Á. Và tôi nghĩ là ẩm thực Việt Nam là một trong cái văn hóa mà mạnh nhất ấy, có thể sánh với thế giới, bởi vì ẩm thực đó, nó Việt Nam lấy tự nhiên làm gốc, vừa ngon vừa lành. Và hiện nay thì cái ẩm thực của thế giới thì nó rất ngon nhưng không lành, bởi vì có nhiều những cái món ăn mà đã gây ra nhiều bệnh. Cái ẩm thực Việt Nam cũng là một cái độc đáo, mà cái thơ ca của Việt Nam cũng là độc đáo. Chưa có một dân tộc nào mà có cái nền thơ đó mà có thể hát được, chứ không phải là chỉ có ngâm và đọc, và có hàng trăm hàng ngàn cái điệu dân ca. Và tôi đã đề nghị rằng là đem hát thơ vào trường học. Vậy vậy tôi đem hát thơ vào hội chợ cũng là một cái đánh đồng để làm sao mà hát thơ được chính thức vào các trường học. Sự kiện sẽ giúp ta cảm thấy tự hào hơn về sự phong phú của nền ẩm thực nước nhà, cũng như không ngừng giới thiệu rộng rãi đến bạn bè thế giới những món ăn truyền thống ngon và bổ dưỡng của Việt Nam. Đó cũng chính là quảng bá cho nền văn hóa Việt Nam, từng bước xây dựng củng cố cho nội lực nước nhà.